Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề Mây hay rủi. Một ngư phủ người Na Uy cùng với hai đứa con trai của mình ra khơi đánh cá như thường ngày. Như thường lệ, người mẹ xuống bến tàu tiện đưa gia đình và chúc họ bình an và đánh bắt được nhiều cá. Đến chiều hôm đó, sóng biển bắt đầu to lớn hơn thường khi, sóng phủ lên thuyền, tạt vào mặt của người cha và hai đứa con trai của ông. Gió ngày càng thổi mạnh, những luồng sóng càng to lớn hơn, cơn giông làm cho chiếc thuyền dập dồi, ngày càng cách xa đất liền. Ba cha con cố gắng đưa con thuyền vào bờ cách vất vả. Trời càng tối đen, điều duy nhất để giúp họ định hướng đâu là bờ chính là ngọn hải đăng. Nhưng rồi bất ngờ, ngọn hải đăng cũng tắt vụt, để ba cha con người ngư phủ đáng thương ấy trong hoàn cảnh đen tối, giữa cơn giông gió trên biển khơi. Trong lúc đó, lửa từ nhà bếp của ngôi nhà tranh của họ bất ngờ bộc phát, tạo nên một cơn hỏa hoạn. Người vợ cố gắng dập tắt, nhưng không được. Lửa thiêu rụi toàn bộ nhà cửa tài sản của họ, chỉ còn bộ quần áo trên mình mà thôi. Cuối cùng, thì người cha và hai đứa con trai cũng đã vào được đến bờ bình yên. Người vợ và người mẹ ấy đang chờ họ tại bến tàu để báo tin buồn về cơn hỏa hoạn ấy. Bà nói trong nước mắt, mình ơi, lửa đã thiêu rụi nhà cửa và tất cả tài sản của chúng mình hết rồi. Bây giờ thì mình đã trắng tay. Người chồng dường như bất động và không hề quan tâm chút nào đến tin buồn người vợ vừa cho hay ấy. Người vợ lặp lại, mình có nghe em nói không? Nhà mình đã bị cháy rụi rồi. Người chồng đáp, vâng, tôi đã nghe những gì mình nói. Nhưng cách đây vài giờ, tôi và hai đứa con đã bị lạc giữa biển khơi trong đêm tối tăm đầy giông gió. Cái chết dường như đã cận kề. Cách nhận ra phương hướng duy nhất của tôi và hai con là ánh sáng từ ngọn hải đăng trên bờ đá trong bờ, nhưng nó cũng đã bị tắt. Lúc đó tôi nghĩ rằng chắc chắn tôi và hai con sẽ chết. Sau đó bất ngờ, một việc đã xảy ra. Một ánh sáng vàng vọt nhỏ xuất hiện từ đằng xa và nó càng ngày càng lớn dần, nhờ đó tôi nhận biết đâu là đất liền nên quay hướng thuyền về hướng ấy đi tới, và chúng tôi đã nhờ ánh sáng ấy hướng dẫn vào đến bờ bình an vô sự. Cho nên mình thấy không, ánh lửa nhỏ tôi nhìn thấy đấy chính là khi nhà mình bị cháy, sau đó nó cháy bùng lên khiến chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng đất liền như ban ngày. Cùng với sức mạnh nó đã thiêu rụi nhà cửa tài sản của chúng ta, cũng đã tạo nên ánh sáng để cứu mạng sống của chúng ta. Bạn đang ở giữa biển khơi và tất cả mọi ánh sáng đều tắt ngấm. Bạn trông giống như mình đang bình an, bạn mang hình dạng như thế. Bạn chỉ để thời giờ cùng với người khác để lắng nghe về ánh sáng, nhưng bạn chưa bao giờ tin nó. Con thuyền của bạn đã ngày càng cách xa đất liền, và con đường duy nhất để bạn có thể vào được bến bờ bình yên chính là ánh sáng của sự sống lại. Đó là cách duy nhất bạn có thể vượt khỏi sự chết. Bạn có tin điều này không? Câu gốc suy gẫm. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Roma chương 8 câu 28. Amen. Muốn thật hết lòng.